Sau một đêm, mắt mở mắt kém đến đâu cũng sáng khỏe trở lại nhờ ăn 10 loại quả này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, trong số khán giả đang theo dõi video của Sống An Nhiên, có ai giống như tôi hay không ạ? Do phải làm việc nhiều giờ trước màn hình máy tính, điện thoại nên lúc nào tôi cũng cảm thấy khô, mỏi mắt. Mặc dù tôi đã thử tìm đến những loại thuốc bổ mắt khác nhau nhưng kết quả vẫn chẳng thấy đâu. Thấy vậy, mẹ tôi liền nhắc nhở tôi hãy ăn thật nhiều các loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng để cải thiện tình trạng này. Tôi đã thử áp dụng và thật bất ngờ, sau một thời gian ngắn, tôi không còn cảm thấy nhức mỏi mắt như trước, thậm chí làn da cũng trở lên trắng sáng và căng bóng. Vậy nên trong video ngày hôm nay, tôi muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn, nếu bạn cũng đang gặp phải tình trạng giống như tôi thì hãy thử bổ sung 10 loại quả dân dã rẻ tiền dưới đây và chế độ ăn uống hàng ngày của gia đình sẽ giúp bạn sở hữu một đôi mắt sáng khỏe, đồng thời ngăn ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm về mắt nữa đấy. Hãy cùng Sống An Nhiên đi tìm hiểu đó những loại quả quen thuộc nào nhé. Mắt là một trong những bộ phận rất quan trọng của cơ thể, vì vậy việc chăm sóc mắt luôn được chúng ta quan tâm đặc biệt. Hiện nay với chế độ làm việc, học tập không hợp lý của nhiều người đã làm cho sức khỏe mắt suy giảm đi đáng kể. Nếu bạn đang trong tình trạng này và đang tìm kiếm những loại thực phẩm và vitamin tốt cho mắt thì đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay nhé. Thứ nhất, cà chua. Theo nhiều người thì những thực phẩm có màu đỏ thường là những thực phẩm rất tốt cho mắt. Quả thật đúng vậy. Trong cà chua có chứa lycopene giúp bảo vệ võng mạc và mắt khỏi tác động có hại của ánh sáng mặt trời. Lycopene cũng giúp bảo vệ sự toàn vẹn của tế bào, ngăn ngừa ung thư. Cà chua còn có rất nhiều vitamin C, rất tốt cho mắt. Hơn nữa, vitamin C còn bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. Thứ hai, quả óc chó. Óc chó được biết đến là một loại quả rất giàu chất dinh dưỡng trong thành phần của óc chó, có chứa lượng lớn các axit béo omega 3, có chức năng rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của mắt. Ngoài ra, quả óc chó còn có chứa một lượng kẽm và vitamin A rất dồi dào, cùng chất chống oxy hóa, giúp chống viêm và bảo vệ sức khỏe cho tim mạch. Để mắt luôn sáng đẹp thì mỗi ngày bạn nên ăn một ít quả óc chó nhé. Thứ ba, bơ. Bơ là một loại trái cây mà bạn không nên bỏ qua nếu muốn bảo vệ cho đôi mắt sáng khỏe của mình. Nó là một loại trái cây chứa rất nhiều vitamin bổ dưỡng cho mắt như vitamin A, vitamin C, vitamin B6 và vitamin E. Trong thành phần của quả bơ còn chứa rất nhiều lutein giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và những bệnh khác liên quan đến mắt. Thứ tư, chuối. Trang uy tín naturalnews.com cho biết vitamin A có trong chuối giúp hỗ trợ chống lại một số bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng do lão hóa AMD. Một số lợi ích khác cho mắt cũng được ghi nhận như giúp bảo vệ màng mắt, giác mạc, giảm khô mắt, mỏi mắt. Trong khi đó, các chuyên gia khuyến cáo để cung cấp dinh dưỡng cho mắt, mỗi ngày nên ăn một trái chuối và hai loại trái cây khác mỗi ngày. Riêng với chuối, bạn có thể chế biến dưới nhiều dạng khác nhau như sinh tố, bánh trái cây hoặc đơn giản với một trái chuối lạnh. Thứ năm, thanh long. Loại quả này chứa nhiều vitamin C giúp nuôi dưỡng và bảo vệ giác mạc của mắt. Ngoài ra, thanh long rất giàu vitamin A ở dạng caroten, loại chất cần thiết cho võng mạc và tầm nhìn của mắt. Nhiều vấn đề về mắt, đặc biệt là thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác, có thể được gây ra bởi sự thiếu hụt vitamin A thì quả thanh long có tác dụng duy trì và cải thiện thị lực. Thứ 6, mít. Mít là loại trái cây rất giàu vitamin C. Một số nghiên cứu cho rằng một chế độ ăn uống giàu vitamin C có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và giảm thị lực do thoái hóa điểm vàng. Trong quả mít có chứa nhiều vitamin A, một loại chất dinh dưỡng có tác dụng rất lớn trong việc duy trì sức khỏe của đôi mắt. Loại quả này có tác dụng ngăn ngừa các bệnh liên quan đến mắt như thoái hóa điểm vàng và bệnh quáng gà. Thứ 7, quả na. Ngoài vitamin C và B, na chứa nhiều kali. Nhiều nghiên cứu cho thấy thực phẩm giàu kali giúp làm giảm chất lỏng dư thừa dưới da mà nó là nguyên nhân gây bọng mắt. Vì vậy mà, quả na là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin A dồi dào, có khả năng cải thiện thị lực. Bên cạnh đó, quả na cũng rất giàu riboflavin, vitamin B2, có tác dụng chống lại sự hình thành các gốc tự do, ngăn ngừa các vấn đề về mắt, giúp bạn có được đôi mắt sáng và tinh anh. Thứ 8 là dâu tây. Dâu tây có chứa một lượng vitamin C dồi dào, giúp giữ cho mắt khỏi bệnh viêm. Các chất chống oxy hóa khác nhau có trong dâu tây có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về mắt như khô mắt, thoái hóa điểm vàng và khuyết tật thị lực. Ăn dâu tây hàng ngày có thể làm giảm khả năng xảy ra các vấn đề về mắt liên quan đến tuổi tác.
Thứ 9. Chôm chôm. Tên của loại quả này có nguồn gốc từ người Maya với ý nghĩa rậm rạp. Nó rất giàu vitamin C và bioflavonoid. Đó là những sắc tố thực vật có tính chống oxy hóa và chống viêm rất tốt. Hai chất dinh dưỡng bổ sung cho nhau và giúp bảo vệ mắt khỏi bị hư hại gây ra bởi các gốc tự do. Chôm chôm giàu vitamin C và bioflavonoid. Đây là những sắc tố thực vật có tính chống oxy hóa và chống viêm rất tốt. Chính vì vậy, chôm chôm giúp bảo vệ mắt khỏi hư hại do các gốc tự do gây ra. Thứ 10. Ớt chuông. Ớt chuông cung cấp nhiều vitamin C, một yếu tố quan trọng để giữ cho thị lực khỏe mạnh. Ngoài ra, ớt chuông cũng chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa và vitamin khác giúp bảo vệ đôi mắt của bạn. Ớt chuông có thể dùng để ăn tươi trong các món salad, dùng làm nước sốt, ăn kèm với bánh mì hoặc nấu trong các món hầm hoặc bổ sung với các món thịt nướng. Ớt chuông giúp làm gia tăng màu sắc và hương vị của các món ăn, cũng như làm tăng thêm yếu tố lành mạnh. Đây chính là thành phần lý tưởng để có thị lực tốt. Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung một số thực phẩm tốt cho mắt dưới đây vào chế độ ăn uống của gia đình mình. Thứ nhất, rau chân vịt. Một trong những thực phẩm tốt cho mắt cận. Lượng lớn vitamin C và beta-carotene có trong rau chân vịt là những chất chống oxy hóa giúp hấp thụ từ 40% đến 90% lượng ánh sáng xanh có cường độ mạnh. Vì carotene sau khi được cơ thể hấp thụ sẽ chuyển hóa thành vitamin A, từ đó những chất này sẽ trở thành một lớp màng bảo vệ mắt. Ngoài ra, rau chân vịt còn có lượng lutein và zeaxanthin dồi dào. Những chất dinh dưỡng này sẽ làm tăng mật độ sắc tố của tế bào có trong điểm vàng để bảo vệ võng mạc tốt hơn, thậm chí còn tránh được bệnh đục thủy tinh thể. Đặc biệt, rau chân vịt là loại thực phẩm cực kỳ hiệu quả trong chữa trị quáng gà hoặc khô mắt. Bạn có thể cho khoảng 500g rau chân vịt vào máy xay sinh tố hoặc ép lấy nước uống. Thứ hai, cá hồi. Có lẽ cá hồi đã là món ăn nổi tiếng bổ mắt. Người bị cận thị hoặc cần cải thiện thị lực thì nên ăn khoảng 4 bữa ăn có loại thực phẩm này mỗi tuần. Cá hồi là loại thực phẩm thường được chế biến sống, vì thế quá trình sơ chế loại cá này cần phải hết sức cẩn thận để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Thịt cá nên được rửa sạch với muối và giấm nhằm hạn chế mùi tanh cho món ăn. Thịt cá hồi nên được bảo quản đông lạnh để không bị chảy nước hoặc chuyển màu. Khi muốn chế biến, cá hồi cần phải được giã đông dưới tủ mát nhằm tránh tình trạng thịt cá bị bở và nát, làm giảm thẩm mỹ và vị ngon của loại hải sản này. Tuy nhiên, vẫn có hàng trăm món ngon từ cá hồi nấu chín như lẩu cá hồi hầm củ quả, v.v. Các bạn tha hồ thưởng thức để tốt cho mắt nhé. Thứ ba, trứng gà. Trứng gà là một trong những thực phẩm rẻ nhưng cực kỳ bổ ích cho sức khỏe. Ăn một quả trứng gà trong bữa ăn sáng sẽ góp phần bảo vệ thị lực của bạn một cách tốt nhất. Đặc biệt, hàm lượng chất zeaxanthin trong lòng đỏ trứng gà có tác dụng bảo vệ mắt của bạn tránh khỏi những tác hại của tia cực tím. Một món ăn đơn giản nhất mà bạn có thể chế biến từ trứng gà chính là trứng gà sữa tươi. Bạn chỉ cần cho sữa tươi vào nồi và đun sôi, sau đó cho một quả trứng gà vào và chờ đến khi chín. Cuối cùng, vớt ra để nguội và cho một ít mật ong vào thì bạn đã có thể thưởng thức ngay. Bạn cần lưu ý không nên ăn quá 3 quả trứng trong một tuần hoặc ăn trứng gà sống. Lòng trắng trứng sống sẽ ngăn cản quá trình hấp thu dưỡng chất, thậm chí là ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của cơ thể. Thứ tư, bông cải xanh. Đây là một trong những siêu thực phẩm mang lại lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Tuy nhiên, ít người biết rằng nó cũng là loại thực phẩm rất bổ mắt. Giống như rau bó xôi, bông cải xanh có chứa hàm lượng vitamin B cao, lutein và zeaxanthin rất tốt cho mắt. Các dưỡng chất này không chỉ duy trì tầm nhìn mà còn giúp cải thiện nó một cách hiệu quả. Ngoài ra, bông cải xanh còn giúp cải thiện tình trạng suy kiệt, đau nhức hay mờ mắt, giảm mệt mỏi cho đôi mắt khi phải hoạt động quá nhiều. Bạn có thể nướng, xào hoặc luộc bông cải xanh, thậm chí cả làm salad hoặc bổ sung vào món sinh tố. Thứ năm là quả bắp hay còn gọi là ngô. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều quả bắp thường xuyên sẽ làm thuyên giảm tình trạng đục thủy tinh thể và giúp ngăn ngừa sự tiêu hủy của các sắc tố màu vàng trong mắt, vì trong bắp có chứa hai chất beta-carotenoid và folate, rất tốt cho mắt. Ngoài ra, ngô còn được biết đến là một loại quả có rất nhiều chất zeaxanthin và lutein. Đây là hai chất có khả năng chống oxy hóa tốt, bảo vệ cho sức khỏe đôi mắt một cách toàn diện.
Quý vị thân mến, chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn mình sở hữu một đôi mắt sáng khỏe đúng không ạ? Vậy nên, quý vị hãy bổ sung 10 loại quả thơm ngon, bổ dưỡng kể trên và thực đơn hàng ngày để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe đôi mắt nhé. Cùng với đó, bạn cũng nên kết hợp với một số món ăn bổ mắt đơn giản dưới đây. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, cách làm lại rất dễ thực hiện, các chị em có thể bắt tay ngay vào bếp để gia đình cùng thưởng thức những món ăn thơm ngon, đồng thời giúp mắt sáng và khỏe hơn nhé. Món thứ nhất, canh bí ngô nấu tôm. Chuẩn bị 200g bí ngô, 200g sườn sườn non, 200g tôm tươi, 1/2 chén rau mùi tàu, hành lá. Rửa sạch các nguyên liệu, ninh như sương sườn. Bóc vỏ tôm, rút chỉ đen, rồi cho vào ninh cùng sườn. Gọt vỏ và cắt bí ngô thành miếng vừa ăn, cho vào nồi sương hầm. Đun nhỏ lửa cho tới khi bí ngô chín mềm. Cho rau mùi tàu, hành lá rắc nhỏ vào, tắt bếp, cho ra chén và thưởng thức. Món thứ hai, canh gan cải bó xôi. Chuẩn bị 100g gan lợn, một bó rau cải bó xôi khoảng 250g, tỏi khô, hạt tiêu, 2-3 cọng hành lá, chế biến như sau. Rửa sạch các nguyên liệu, thái mỏng gan, ướp với một chút muối, hạt nêm, hạt tiêu, bóc vỏ, băm nhỏ tỏi, sau đó phi thơm với một chút dầu ăn. Cho gan vào xào gần chín thì cho rau cải vào đảo đều. Cho một lượng nước vừa đủ vào nồi, đun đến khi sôi thì tắt bếp. Cho ra chén và thưởng thức. Món ăn thứ ba, đậu phụ sốt chua ngọt. Chuẩn bị 3 thành đậu phụ, 2 quả cà chua chín, 1 quả ớt chuông, 2-3 cọng hành lá hay mùi tàu, 1 củ tỏi. Chế biến, rửa sạch nguyên liệu, cắt nhỏ đậu phụ, cà chua, ớt chuông, hành lá, mùi tàu và tỏi. Rán đậu phụ đến khi vàng đều các mặt, vớt ra đĩa, phi tỏi trên dầu sôi, sau đó cho cà chua đã thái nhỏ vào xào, thêm muối, hạt nêm vừa ăn, cho đậu phụ đã rán và ớt chuông vào đảo đều, cho ngấm sốt, cho thêm hành lá, mùi tàu vào chảo, đảo đều, tắt bếp, cho ra đĩa và thưởng thức. Món thứ tư, cháo cà rốt thịt băm. Chuẩn bị 150g cà rốt, 100g thịt lợn, 50g gạo tẻ, muối, hạt tiêu, dầu ăn. Chế biến như sau. Rửa sạch các nguyên liệu, băm hoặc xay nhỏ cà rốt bằng máy xay sinh tố, băm nhỏ thịt lợn, ướp cùng một chút muối, hạt tiêu, hạt nêm và nước mắm. Phi thơm tỏi với dầu ăn, cho thịt băm vào xào gần chín. Vo gạo và cho vào nồi nấu cùng cà rốt thành cháo nhừ. Cho thịt băm đã xào vào nồi cháo sôi, đảo đều, cho thêm gia vị vừa ăn. Cho ra chén và thưởng thức. Món thứ 5, trứng sốt cà chua. Chuẩn bị 2 quả trứng gà, 2 quả cà chua chín, hành lá, rau mùi, hành khô. Chế biến, rửa sạch cà chua, hành lá, rau mùi, hành khô thái nhỏ. Đập trứng ra bát, thêm muối, hạt nêm vừa ăn, khuấy đều, phi thơm hành với một chút dầu ăn trên chảo. Cho cà chua vào xào chín nhuyễn. Cho trứng đã khuấy đều vào chảo cà chua, đảo đều, đun chín cho ra đĩa và thưởng thức. Quý vị thân mến, ai cũng đều biết đôi mắt đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Bởi vậy mà ông cha ta vẫn thường nói rằng giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay. Và một trong những cách đơn giản nhất để cải thiện thị lực, giúp cửa sổ tâm hồn luôn sáng đẹp, đó chính là thông qua chế độ dinh dưỡng hàng ngày của chúng ta. Vậy nên, quý vị hãy bổ sung những thực phẩm tốt cho mắt kể trên và cảm nhận sự thay đổi kỳ diệu của cơ thể nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.